đấu đôi nam quyết định trận đấu thứ 5. Trận đấu này Nguyễn Tiến Minh, Huyền Thoại đơn nam và Dương Bảo Đức tay vợt đánh đôi hay nhất Hồ Chí Minh trong những 10 năm qua sẽ đấu với Đỗ Tuấn Đức. Đỗ Tuấn Đức là tay vợt quyền thi đấu bắt kiệt sức trận đơn nam vừa rồi, và Trí Đức là tay vợt trẻ. Rất ít khi được xem Tiến Minh đánh đôi, chúng ta cùng chờ xem. Hai bên đang dạo cầu. Kèo này có vẻ đội Hồ Chí Minh sẽ nhìn hơn, khi mà Dương Bảo Đức rất quái cầu trong đánh đôi và Tuấn Minh là Huyền Thoại đơn nam, trong khi bên kia Trí Đức là một tay vợt còn khá trẻ cùng với Đỗ Tuấn Đức thì đã bị bắt kiệt sức ở trận đơn nam vừa rồi. Chuẩn bị được bắt đầu. Đây là một trận đấu rất thú vị. Chuẩn bị để bắt đầu. Đỗ Tuấn Đức sẽ giao cầu. Tuấn Đức, Trí Đức đấu với Bảo Đức, Tiến Minh. Pha một cầu không thành công của Tuấn Đức, 1-0. Tiến Minh sẽ giao cầu đôi, chúng ta cùng chờ xem. Vâng. Một pha phát cầu không tốt của Tiến Minh, rất khó khăn cho một tay vợt đơn chuyển sang đánh đôi, một đều. 2-1, Tiến Minh đã sửa sai ngay sau pha cầu hỏng của mình. Xin mời lái xe 3-4-2-4-6-0-5. Rất kinh nghiệm. 3-1. Một pha cầu đi ra ngoài, 4-1. Đối đầu với Dương Bảo Đức rất kinh nghiệm, không hề là dễ dàng. Pha cầu hỏng của Tuấn Minh, 2-4 cho Hà Nội. Vâng, một pha cầu rất sở trường của anh Minh, 5-2. Tuấn Đức vẫn phải đóng vai trò cánh tim. Tiến Minh có vẻ không quen xét cầu đánh đôi nên sẽ muốn lợi thế cho Hà Nội.
anh Huy không quen sách cầu ngắn. Một pha lỗi hiếm hoi của Dương Bảo Đức, cầu thủ rất kinh nghiệm của đội Hồ Chí Minh. Tỷ số là 3-6 cho Hà Nội. Nên nhớ Tiến Minh là một huyền thoại của cầu lông Việt Nam và từng ở top 5 thế giới. Nên dù chuyển qua đánh đôi thì anh vẫn giữ được kinh nghiệm của mình. Tỷ số là 7-5 cho đội Hồ Chí Minh. Trí Đức, tuy nhiên pha đập cầu cuối cùng của Trí Đức không như mong đợi. 8-5 cho Hồ Chí Minh. Xác định cầu trong sân và theo như quan sát của tôi trên sân thì đúng cầu trong thật. 9-8.
11-10. Pha đẩy cầu không tốt của Bảo Đức, 12-10 cho Hà Nội. Tuấn Đức
từ một vận động viên đánh đôi đã chuyển sang đánh đơn và giành chiến thắng, giờ tiếp tục cày. Và bên kia lưới là huyền thoại Tiến Minh. Lộc ơi, ủng hộ Chí Minh đi. Em ủng hộ thế ở xa Hà Nội hôm nay win rồi. Dạ. Em ủng hộ quá và cho Hà Nội hôm nay win rồi. Đội thứ hai chuẩn bị bắt đầu. Đỗ Tuấn Đức giao cầu. Rất hay. 1-0 cho Hà Nội. Chỉ giữ của Đỗ Tuấn Đức là quá tuyệt vời. Cầu ngoài sân 3-0 cho Hà Nội. Chưa ai bỏ về.
6 năm cho đội Hồ Chí Minh. Dương Bảo Đức trong tình huống vừa rồi, 7 năm cho đội Hồ Chí Minh. Cho Hà Nội. Một pha bật cầu quan trọng của Bảo Đức. 8-6. Minh phát cầu dài, điểm 7-8. Và ép cầu tốt của Tấn Đức, 8-8. Kẻ Trí Đức, điểm 9-8 cho Hà Nội. Thank you.
tỷ số là 13-11 cho Hồ Chí Minh. Rất nhanh, ngưỡng chê với tài năng tỷ lệ của Tuấn Đức, 12-13. Xử lý không thành công của Bảo Đức, 14-13. Sân của tay vợt trẻ Trí Đức, tỷ số là 15-15. Trong sân tới gần 20 phân, 16-15. Pha bắt bài quá hay của Đỗ Tuấn Đức, 17-15 rồi. 4 điểm, chỉ 4 điểm nữa thôi. Đã rất lâu rồi Hà Nội chưa được tận hưởng cảm giác vô địch đồng đội nam. Pha xử lý cầu tốt của Tiến Minh, 16-18. Tiền tôi đã rất lâu
lâu rồi Hà Nội chưa được vô địch đồng đội nam. Họ đã chờ đợi quá lâu rồi. Và Đỗ Tuấn Đức là người góp công lớn nhất cho chiếc vô địch này. 17-20, 3 điểm, khoảng cách là 3 điểm. Thank you.